Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Trung tâm Truyền thông Văn hóa Thể thao huyện Krông Búc. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Lễ bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tại xã Chư Pô và thị trấn Bưng Đờ Rang. Giao ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội huyện tháng 2 năm 2024. Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân huyện khóa 12 tại xã Tân Lập và Esin. Phòng Giáo dục Đào tạo huyện tổ chức hội thi nét vẽ xanh dành cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi. Sau đây là nội dung của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, vào sáng ngày 9 tháng 2, Ủy ban Nhân dân huyện Krông Búc tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Quang Hùng, Phó Bí thư Thường trực, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy đã đến dự. Hội nghị do đồng chí Hoàng Kiên Cường, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện chủ trì. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Hoàng Kiên Cường, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã nhấn mạnh đến mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác thi đua khen thưởng, đồng thời khái quát những kết quả nổi bật đạt được trong công tác thi đua khen thưởng của huyện Krông Búc trong năm qua. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước với tinh thần người người thi đua, ngành ngành thi đua, càng khó khăn càng phải thi đua. Theo đó, trong năm 2023, với sự nỗ lực và quyết tâm của cả hệ thống chính trị, các cấp ngành và toàn thể nhân dân các dân tộc trên địa bàn, phong trào thi đua của huyện đã từng bước có sự chuyển biến tích cực, tạo động lực, động viên tinh thần kịp thời nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện nhiệm vụ. Công tác xây dựng đảng được triển khai trên các lĩnh vực, nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra. Xây dựng nông thôn mới chuyển biến tích cực, đời sống vật chất tinh thần của người dân ngày càng nâng cao, quốc phòng an ninh đảm bảo, công tác thi đua khen thưởng được duy trì thường xuyên. Trong năm, Ủy ban Nhân dân huyện khen thưởng theo đợt, chuyên đề đột xuất cho 57 tập thể và cá nhân, khen thưởng thường xuyên cho 618 tập thể và cá nhân, công nhận danh hiệu lao động tiên tiến cho 100 tập thể, 1061 cá nhân, công nhận chiến sĩ thi đua cơ sở cho 148 cá nhân, thi hành kỷ luật 7 công chức viên chức. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Hùng, Phó Bí thư Thường trực, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy đã ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực tích cực cũng như kết quả đạt được trong công tác thi đua khen thưởng của các cơ quan đơn vị tập thể cá nhân huyện nhà trong năm 2023. Qua đó đã có những đóng góp tích cực, thiết thực cho nhiệm vụ xây dựng và phát triển của địa phương. Hội nghị cũng đã triển khai nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2024, đồng thời thông qua quyết định tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đối với đồng chí Hoàng Kiên Cường, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho 4 tập thể, tặng bằng khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2023. Ủy ban Nhân dân huyện tặng giấy khen cho 24 tập thể, 74 cá nhân có thành tích trong công tác năm 2023, công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở cho 18 cá nhân, công nhận danh hiệu lao động tiên tiến cho 29 tập thể, 172 cá nhân có thành tích tốt trong công tác năm 2023. Ngày 28 tháng 2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tổ chức lễ bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tại xã Chư Pô và thị trấn Bưng Đờ Rang. Sáng ngày 28 tháng 2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tổ chức bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo ông Trương Văn Thành tại xã Chư Pô và ông Lê Thanh Hùng thuộc tổ dân phố 16 thị trấn Bưng Đờ Rang. Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Văn Phú, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Đắk Lắk, đồng chí Nguyễn Hải Đông, Bí thư Huyện ủy Krông Búc và đại diện lãnh đạo Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh và huyện, cùng đại diện lãnh đạo đơn vị tài trợ là Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Đắk Lắk. Gia đình ông Trương Văn Thành là hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã Chư Pô. Sau khi khảo sát thực tế, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện quyết định hỗ trợ gia đình ông Thành xây dựng căn nhà đại đoàn kết. Công trình được khởi công đầu tháng 9 năm 2023. Đến nay, căn nhà đã hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo quy cách kiến trúc và an toàn trong sử dụng. Về kinh phí xây dựng căn nhà, tổng diện tích 50m² được ông Trương Văn Thành xây dựng với kinh phí 200 triệu đồng. Trong đó, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ gia đình 60 triệu đồng, số tiền còn lại do gia đình ông tự đóng góp. Tại buổi bàn giao nhà, các đồng chí lãnh đạo Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, lãnh đạo huyện Krông Búc đã động viên gia đình sau khi có căn nhà mới khang trang.
tiếp tục nỗ lực từng bước vượt qua khó khăn, tích cực phát triển kinh tế để vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Được sự quan tâm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, chính quyền địa phương, gia đình ông Lê Thanh Hùng thuộc tổ dân phố 16 thị trấn Bưng Đờ Đang đã được phê duyệt dự án hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết. Công trình được khởi công đầu tháng 9 2023. Đến nay, ngôi nhà đã hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo quy cách kiến trúc. Ngôi nhà có diện tích 50m², tổng giá trị 150 triệu đồng. Trong đó, Hội Nhà báo tỉnh Đắk Lắk đã vận động công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Đắk Lắk hỗ trợ gia đình ông Thành 120 triệu đồng, 30 triệu đồng còn lại do gia đình ông tự đóng góp. Tại lễ bàn giao, đại diện Hội Nhà báo tỉnh Đắk Lắk, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Đắk Lắk và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện phát biểu chúc mừng cho gia đình ông Lê Thanh Hùng có căn nhà mới để yên tâm lao động sản xuất, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Chiều ngày 28 tháng 2, đồng chí Nguyễn Quang Hùng, Phó Bí thư Thường trực, Trưởng ban Dân vận huyện ủy đã chủ trì hội nghị giao ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội huyện tháng 2 năm 2024. Hội nghị đã tập trung thảo luận đánh giá kết quả đạt được trong tháng 2, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 2024. Qua đó, tháng 2 2024, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội huyện đã lãnh đạo chỉ đạo rà soát thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các hoạt động hướng về cơ sở được tăng cường, phối hợp chặt chẽ công tác tuyên truyền vận động nhân dân, đoàn viên hội viên thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các phong trào thi đua yêu nước. Thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho đoàn viên hội viên và nhân dân, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Hùng, Phó Bí thư Thường trực, Trưởng ban Dân vận huyện ủy đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội huyện tiếp tục làm tốt công tác vận động, nắm bắt tình hình đoàn viên hội viên, lập kế hoạch cụ thể cho từng hoạt động trong năm, công tác quy hoạch, chuẩn bị nhân sự cho các đoàn thể đơn vị phải được thực hiện khẩn trương, chặt chẽ, đúng quy định, phối hợp tổ chức thành công các hoạt động, sự kiện diễn ra trong tháng 3, từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt, hoạt động của mặt trận, các tổ chức chính trị xã hội và một số nhiệm vụ trọng tâm khác. Phần tiếp theo của chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân huyện khóa 12 tại các xã Tân Lập và Esin. Sáng ngày 27 tháng 2, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tân Lập chủ trì hội nghị tiếp xúc cử tri giữa đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện, đại biểu Hội đồng Nhân dân xã Tân Lập với cử tri xã Tân Lập sau kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân huyện khóa 12, Hội đồng Nhân dân xã khóa 4. Đồng chí Phan Hoàng Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã đến dự. Đại diện tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện và đại biểu Hội đồng Nhân dân xã Tân Lập đã báo cáo trước cử tri kết quả kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân huyện khóa 12, Hội đồng Nhân dân xã khóa 4, nhiệm kỳ 2021-2026. Qua đó, tại kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân huyện Krông Búc khóa 12 và Hội đồng Nhân dân xã Tân Lập khóa 4 đã thông qua nhiều nội dung nghị quyết quan trọng. Hội nghị dành nhiều thời gian để cử tri xã Tân Lập phát biểu, nêu ý kiến đề cập đến các vấn đề như vệ sinh môi trường, đường giao thông nông thôn, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thủ tục hành chính. Các ý kiến kiến nghị của cử tri xã Tân Lập đã được Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện, chính quyền xã Tân Lập, các ban ngành có liên quan tiếp thu giải trình tại hội nghị, qua đó làm rõ nhiều vấn đề thuộc thẩm quyền được cử tri quan tâm. Đối với những ý kiến kiến nghị vượt thẩm quyền, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân hai cấp đã ghi nhận và tổng hợp phản ánh đến các cấp ngành có liên quan trong thời gian sớm nhất. Sáng ngày 28 tháng 2, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Esin chủ trì hội nghị tiếp xúc cử tri giữa đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Krông Búc, đại biểu Hội đồng Nhân dân xã Tân Lập với cử tri của xã Esin sau kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân huyện khóa 12, Hội đồng Nhân dân xã khóa 4, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự buổi tiếp xúc có đồng chí Nguyễn Quang Hùng, Phó Bí thư Thường trực, Trưởng ban Dân vận huyện ủy, đồng chí Phan Hoàng Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Tại hội nghị, cử tri xã Esin đã phát biểu ý kiến kiến nghị, bày tỏ tâm tư nguyện vọng của mình đến các đại biểu Hội đồng Nhân dân hai cấp cũng như các ban ngành đoàn thể có liên quan. Ý kiến của cử tri Esin chủ yếu đề cập đến vấn đề quy hoạch sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, việc triển khai xây dựng đường giao thông nông thôn, vấn đề nước sạch, vệ sinh môi trường.
Các ý kiến kiến nghị của cử tri xã Hải Sinh đã được Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện, chính quyền địa phương, các ban ngành có liên quan tiếp thu giải trình tại hội nghị. Qua đó làm rõ nhiều vấn đề thuộc thẩm quyền được cử tri quan tâm. Đối với những ý kiến kiến nghị vượt thẩm quyền, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân hai cấp đã ghi nhận và tổng hợp phản ánh đến các cấp ngành có liên quan trong thời gian sớm nhất. Ngày 27 tháng 2, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện tổ chức hội thi Nét vẽ xanh dành cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi. Tham dự hội thi đã có 114 cháu đến từ 20 cơ sở giáo dục công lập, tư thục và nhóm trẻ trên địa bàn huyện. Hội thi được tổ chức nhằm mục đích giúp trẻ phát triển vận động tinh thần, rèn luyện sự khéo léo của đôi bàn tay, phát triển trí tưởng tượng, sáng tạo, cảm nhận được cái đẹp, yêu cái đẹp và biết tạo ra cái đẹp trong sản phẩm của mình. Phát triển trẻ em có năng khiếu về hội họa, nâng cao chất lượng giáo dục, thẩm mỹ cho trẻ thông qua các hoạt động giáo dục trong các cơ sở mầm non. Đánh giá thực trạng chất lượng công tác chăm sóc giáo dục trẻ em, đặc biệt là lĩnh vực phát triển thẩm mỹ trong các cơ sở giáo dục mầm non. 114 tác phẩm dự thi được thể hiện bởi 114 cháu đến từ các cơ sở giáo dục mầm non, xoay quanh các chủ đề được ban tổ chức đưa ra là trường mầm non của em, nước và hiện tượng tự nhiên, thế giới động vật, Tết và mùa xuân, dinh dưỡng và sức khỏe, bảo vệ môi trường. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao phần thưởng cho tất cả các cháu tham gia hội thi Nét vẽ xanh dành cho trẻ 5 tuổi, công nhận 73 giải thưởng. Ban tổ chức cũng trao 10 giải A, 15 giải B, 20 giải C và 28 giải khuyến khích cho các tác phẩm có thành tích cao tại hội thi. Nội dung trên đã kết thúc chương trình thời sự của Trung tâm Truyền thông Văn hóa Thể thao huyện Krông Búc hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.